kangaroo hay còn được biết đến với cái tên chuột túi. Đây là loại động vật được xếp vào nhóm thú có túi, có nghĩa là ở phần bụng của mỗi chú kangaroo thường sẽ có một khoảng không và có thể chứa đựng được một thứ gì đó. Nhưng trong một ngày không đẹp trời, chuột túi lại không thể bỏ cái gì vào túi của mình. Đó là vào ngày 5 tháng 9 trên sân vận động Mỹ Đình, khi năm chú chuột túi này của U19 Australia đã phải bất lực trong việc bỏ một cầu thủ cao chưa đến 1m7 vào túi áo. Bạn có lẽ đã nhớ lại trận cầu này rồi chứ? Đúng vậy, U19 Việt Nam thăng hoa trên thảm cỏ Mỹ Đình bằng một khoảnh khắc thiên tài của Công Phượng. Để kể về lứa U19 năm đó thì một mình video này có lẽ là không đủ, bởi lẽ nó có quá nhiều những chi tiết hay hò. Ngay sau bàn thắng của Công Phượng, tờ báo Express của nước Anh đã có một bài viết với tiêu đề trên mây: Messi Việt Nam nỗ lực ghi điểm với Arsene Wenger. Theo Express, Công Phượng được mệnh danh là Messi Việt Nam và vốn là sản phẩm của học viện Arsenal JMG tại Việt Nam. Cứ hễ ai đá nổi một tí là Messi này, Messi nọ. Nhưng cũng đúng thôi, thời điểm đó tại Việt Nam ai mà chẳng không nói đến Công Phượng và U19 Việt Nam chứ. Những bài hát chế từ đó cũng được ra đời bởi nguồn cảm hứng từ lứa sao mai này, từ Van Lech, Cáp Anh Tài, những người cũng thành danh nhờ hiệu ứng đó. Thời đại nào rồi mà còn đặt gạch, đặt ghế hay đặt bất cứ thứ gì lên thay thế cho chỗ ngồi của mình chứ. Nhất là khi đi mua vé xem U19 Việt Nam thi đấu, bởi không đề phòng là mất ngay. An toàn nhất là ngủ luôn tại chỗ như những cổ viên này. Thời đó vui thật, lứa trẻ tạo ra cơn sốt trên toàn quốc, đi đến đâu kín sân đến đó. Và U19 Việt Nam không còn đơn thuần là một đội bóng trẻ, mà U19 khi ấy có nghĩa là Công Phượng, Tuấn Anh, Xuân Trường, Văn Sơn, Hồng Duy, Đông Triều, Tiến Dũng. Nhưng bóng đá có thời mà, ai cũng mong lúc nào bóng đá trẻ cũng đá hay, có thành tích tốt. Người hâm mộ quan tâm thì làm gì còn gọi là hiện tượng, đâu còn chỗ cho những cơn sốt. Nhưng ít ra sau những màn tra tấn người Úc tại Mỹ Đình, kể từ đó, ở mọi giải trẻ mỗi khi đối đầu với Australia, các cầu thủ Việt Nam như được truyền một năng lượng vô hình nào đó. Đá với Úc đôi khi lại dễ nhằn hơn cả gặp người Thái ấy chứ. Nói thế không phải để khẳng định lúc nào gặp các đội trẻ của đội tuyển Australia cũng dễ chơi cả. Nhất là sau khi xem màn ra quân của thầy trò huấn luyện viên Hứa Hiền Vinh tại U19 Đông Nam Á năm nay. Nhưng trước khi nói chi tiết về màn thư hùng có tính chất quan trọng này, tôi có một tin vui muốn nhắn đến các bạn. Ngày mai, U19 Việt Nam sẽ đá trên mặt sân có đủ ánh sáng. Thay vì phải nheo mắt khi xem U19 Việt Nam thi đấu với U19 Myanmar trên một sân vận động có lẽ là đang hưởng ứng giờ trái đất, thì lượt trận thứ hai, Công Phương của các đồng đội sẽ được thi đấu dưới điều kiện đầy đủ ánh sáng của thiên nhiên. Đá ban đêm thì thiếu đèn, ban ngày thì trời quá nóng, U19 Việt Nam đã có được một điểm ở trận ra quân giải khu vực. Người lạc quan có lẽ sẽ nói có điểm còn hơn là không. Trái lại, người không mấy lạc quan thì sẽ nói một trận hòa chẳng khác nào một trận thua. Và nhìn một cách khách quan và thực tế thì trận hòa trước U19 Myanmar rõ ràng là một bất lợi cực lớn đối với thầy trò huấn luyện viên Hứa Hiền Vinh khi mà chúng ta tự tay khép dần cánh cửa đi tiếp của mình tại giải. Tại sao nói một trận hòa mà như thua? Tại sao chúng ta phải ngồi đây bàn với nhau về kịch bản vượt qua vòng bảng của U19 Việt Nam làm gì? Lý do bởi ngay lúc này đây, chúng ta đã tự cắt đi cơ hội đi tiếp của mình tại giải để rồi cũng đẩy mình vào thế khó trước tảng đá khổng lồ mang tên Australia. Cũng giống như huấn luyện viên Hứa Hiền Vinh nhấn mạnh, cơ hội đi tiếp của U19 Việt Nam thì vẫn còn nguyên. Nhưng nguyên ở đây là nhiều hay ít mới là thứ cần phải bàn. Còn nhớ hồi tháng 6 mới đây thôi, chúng ta đã phải tiếc nuối thế nào khi chứng kiến đội tuyển Việt Nam nỗ lực đến những giây cuối cùng của trận đấu, nhưng rồi chẳng thể nào tiến vào vòng loại thứ 3 World Cup 2026. Thậm chí trước giờ bóng lăn trong trận gặp Iraq, thầy trò huấn luyện viên Kim Sang-sik đã biết được số phận của mình khi đội tuyển Indo đã đả bại Philippines để hiên ngang đi tiếp rồi. Ừ thì nghiệt ngã, nhưng lại chẳng thể trách ai, có trách thì trách chúng ta để thôi Indo và mất cái quyền tự quyết. Vậy mới thấy quyền tự quyết quan trọng lắm. Và nếu không muốn lâm vào cái cảnh đôi vai đôi chân phải nặng chịu khi gánh, khi đeo trên đó là tỷ thứ áp lực trước lượt trận cuối, không muốn nơm nớp phải lo sợ và đợi diễn biến của kết quả trận bên kia, U19 Việt Nam buộc phải giành quyền tự quyết. Và để có được cái quyền tự quyết ấy à, chẳng còn cách nào khác, Công Phương và các đồng đội phải đả bại U19 Úc ở lượt trận thứ hai. Bình thường đã chẳng dễ dàng gì, giờ đây chúng ta phải bước vào một cuộc đối đầu này với tâm lý nặng như chỉ, phải đối diện với một đối thủ đang thăng hoa sau chiến thắng trước Lào với 6 bàn không gỡ ở trận ra quân. Đúng thật là khó quá. Ở tập trước, tôi đã bình luận về màn thể hiện của U19 Việt Nam theo góc nhìn khen chê đủ cả. Thế nhưng đến tập này, tôi phải xin lỗi khi phải nói những lời với các cầu thủ có lẽ không muốn nghe, nhưng lại cần nghe hơn bao giờ hết. Giờ là lúc U19 Việt Nam cần quên đi những lời chỉ trích, thôi bám víu vào những lời an ủi, mà hướng về phía trước với động lực thôi thúc từ bên trong, với sự quyết tâm cao nhất. Thế nhưng bóng đá thì làm gì nói trước được điều gì? Công Phương đã khẳng định như vậy ở buổi tập mới đây đấy. Đúng, bóng đá luôn ẩn chứa những bất ngờ, huống hồ đây còn là giải trẻ nữa. Giờ thì hãy cùng chờ xem thầy trò huấn luyện viên Hứa Hiền Vinh sẽ làm gì để xé đi cái tờ nháp trong trận ra quân để lật ngược thế cờ trong hai trận đấu tới.
Thật ra, nói trận hòa U19 Myanmar không khác gì một trận thua với U19 Việt Nam cũng chẳng hòa. Tại sao chúng ta phải lảng tránh khi huấn luyện viên Hứa Hiền Vinh cũng chẳng phủ nhận điều này? Sau khi phải chia điểm với người Myanmar, phát biểu của thuyền trưởng U19 Việt Nam không hề có từ tiếc nuối. Song, từng lời từng chữ ông thốt ra đều chứa đựng cảm xúc ấy. Mục tiêu của U19 Việt Nam là cố gắng giành 3 điểm. Nhưng bóng đá là thế, chúng tôi không có được kết quả có lợi ở trận đầu tiên. Nhưng điều đó không có nghĩa con đường vào bán kết của U19 Việt Nam không còn. Chúng tôi còn gặp U19 Australia và U19 Lào. Chúng tôi sẽ nói chuyện với các cầu thủ, tìm phương án cho hai trận tiếp theo. Vậy thì phương án của U19 Việt Nam đó là gì? Đương nhiên, điều không thể thiếu là sự chuẩn bị. Chiều 19 tháng 7, toàn đội đã trở lại sân tập để chuẩn bị cho trận mang tính quyết định đến khả năng đi tiếp tại bảng B với đối thủ U19 Úc. Do vừa trải qua thi đấu trận ra quân tối qua nên buổi tập chỉ diễn ra với khối lượng vừa phải. Huấn luyện viên trưởng Hứa Hiền Vinh chia các cầu thủ làm hai nhóm. Nhóm đá chính trận gặp U19 Myanmar chỉ tập các bài tập hồi phục, trong khi nhóm còn lại được rèn thêm về kỹ chiến thuật nhằm đảm bảo tất cả các vị trí đều ở trong trạng thái sẵn sàng vào sân thi đấu. Không chỉ là sự chuẩn bị về mặt chuyên môn đơn thuần, U19 Việt Nam cũng cần phải lên dây cót tinh thần cho mình trước khi bước vào trận cầu mang ý nghĩa sinh tử này. Và có lẽ chúng ta cũng an tâm phần nào với tâm lý của các cầu thủ hiện tại. Trả lời phỏng vấn trước buổi tập, tiền vệ Nguyễn Công Phương nhấn mạnh: trận đấu với U19 Myanmar đã qua rồi, toàn đội cũng sẽ nhìn nhận lại để hoàn thiện hơn, làm sao để có thể thi đấu trận đấu tới với khả năng tốt nhất. Rõ ràng, với vị thế là đội bóng được đánh giá cao nhất bảng đấu và là ứng cử viên hàng đầu cho chức vô địch tại giải, U19 Úc sẽ là một thử thách cực đại đối với Công Phương và các đồng đội. Chẳng cần đề cao nhiều, hãy nhìn cái cách U19 Úc khiến Lào phải nằm im chịu trận với 6 bàn không gỡ ở trận ra quân để biết sức mạnh của họ đến đâu. Thời tiết nắng nóng cũng không cản được sức mạnh của đội bóng xứ chuột túi khi họ vẫn giữ được sự sung mãn suốt trận dù liên tục thi đấu với tốc độ cao. 6 bàn vào lưới U19 Lào là con số chưa phản ánh hết thế trận, cơ hội được đội bóng đến từ châu đại dương tạo ra. Úc rõ ràng là một đội bóng mạnh, nhưng bóng đá thì không nói trước được. Điều quan trọng là chúng tôi phải tập trung vào công việc của mình, tập luyện và chuẩn bị thật tốt cho trận đấu. Toàn đội quyết tâm hướng đến kết quả tốt nhất, Nguyễn Công Phương nhấn mạnh. U19 Việt Nam cần phải cải thiện những mặt hạn chế được phô ra ở trận trước, đặc biệt là những lỗ hổng tai hại nơi hàng thủ. Áp lực sẽ là không nhỏ cho thủ môn Đình Hải và các cầu thủ cai quản khu vực vòng cấm địa của đội nhà, khi U19 Úc có thể tiếp cận bất cứ lúc nào bởi những mảng mình tấn công quá đỗi đa dạng, từ phối hợp tầm trung, đánh vỗ mặt, từ trung lộ kết hợp với sẻ biên nhanh. Tính toán, luyện tập hay nghiên cứu đối thủ, thầy trò huấn luyện viên Hứa Hiền Vinh sẽ chỉ còn một ngày nữa để vun đắp cho sự chuẩn bị cho mình trước khi bước vào trận đấu mang tính chất quyết định với U19 Úc, diễn ra vào lúc 15 giờ ngày 21 tháng 7. Điều gì quan trọng thì phải nhấn mạnh nhiều lần, nếu muốn tự quyết định cho tấm vé đi tiếp, U19 Việt Nam buộc phải giành chiến thắng trước đội bóng trẻ xứ chuột túi. Bóng chưa lăn nhưng có thể nói U19 Việt Nam đang giữ cho mình một niềm tin trong trận chiến sinh tử này. Hãy cứ là các cầu thủ trẻ Australia như ngày nào các bạn nhé. Và nếu muốn tìm một điểm tựa để lạc quan hơn thì đã 5 lần các lứa U của chúng ta từng đả bại trước đối thủ này, con số không nhỏ đúng không ạ? Thay vì phải mò mẫm xem bóng đang ở đâu thì ngày mai ánh sáng từ thiên nhiên sẽ dư sức giúp thầy trò huấn luyện viên Hứa Hiền Vinh tìm thấy lối ra. Bạn kỳ vọng gì về U19 Việt Nam trước đối thủ quen thuộc này tại giải U19 Đông Nam Á 2024? Hãy để lại comment phía dưới nhé. Cảm ơn các bạn đã đồng hành cùng chúng tôi đến giờ phút này. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những câu chuyện thú vị tiếp theo trên kênh Huấn luyện viên Anh Quân Bóng đá Việt Nam.